Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Và tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiến Huyễn. Mọi người hãy ủng hộ Phong bằng những cái like nhé, giúp Phong chia sẻ rộng rãi khắp video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 166 Đạo Quân. Tông Nguyên. Nghĩa Đạo không quen, quay đầu sang hỏi: là cao thủ thứ 7 trên đan bảng sao? Hoàng Liệt đáp: ta chưa gặp qua, nhưng mà nhìn ông ta ra tay vừa nãy hình như là phải. Nghi Hữu Đạo nhìn người đàn ông mặc áo hòa: người biết không? Người đàn ông mặc áo hòa đáp: ta chỉ nghe kỳ danh chứ chưa gặp người, nhưng xem ra là ông ta. Để đối phó với người, ngay cả người này cũng có thể mời, xem như là xuất hết tiền vốn rồi. Ngay cả Hoàng Liệt và người này đều hoài nghi ông ta là Tông Nguyên, hẳn không sai. Nghiêu Hiếu Đạo cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không biết nhưng mà cũng đã nghe nói, không nghĩ đến triều đình lại có thể mời được cái loại người thích độc hành này vào thế sự phân tranh. Triều đình vì đối phó với hắn, cường độ ra tay vượt ra khỏi sự tưởng tượng quán. Hắn phát hiện hắn vẫn còn hơi chủ quan. Xem ra vị Tông Nguyên này chính là đòn sát thủ đối với ta, người có nắm chắc không? Nếu luận vào vị trí xếp hạng trên đan bảng, hắn biết người này không bằng Tông Nguyên. Đối với loại người có được vị trí xếp hạng như là Tông Nguyên, tất cả đều dựa vào thực lực mà có, không có cơ hội cho sự may mắn. Uy tín của họ không phải là hư danh, ông ta tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ của giới tu hành. Hắn cho rằng mời được người đàn ông áo hoa rời núi, cộng thêm sự bố trí chặt chẽ, chu đáo của mình, trong lòng hắn đã có sự nắm chắc. Bây giờ xem ra chắc phải chuẩn bị chạy trốn chết rồi. Người đàn ông áo hoa nhìn lên không, gương mặt cũng không hề có dấu hiệu e sợ, giọng nói ngược lại còn có sự kích động: có thể thử một chút. Lời vừa nói ra, đám người Hoàng Liệt đều nhìn y chăm chú, không biết mình có nghe lầm hay không, hay là hai người trong lúc nói chuyện đã có sự hiểu lầm ý của nhau. Chẳng phải y định giao thủ với Tông Nguyên sao? Với thực lực của Tông Nguyên, toàn bộ Đại Thiện Sơn đoán chừng cũng chỉ có mấy lão già tiềm tu trong nhiều năm mới có thể giao thủ. Người này là ai mà khẩu khí lớn như vậy? Đạo lý tương tự, Nghiêu Hiếu Đạo không nghĩ đến triều đình có thể phái ra cao thủ cấp bậc như là Tông Nguyên. Hoàng Liệt tất nhiên lại càng không nghĩ đến Nghiêu Hiếu Đạo có thể mời đến được cao thủ cấp bậc như là người trước mắt này. Lúc bị tập kích trên đường trở về từ Kim Châu, người đàn ông cũng không trực tiếp ra tay. Khi người Hiểu Nguyệt Các vừa đến, người đàn ông áo hòa đã kịp thu tay, tặng cho người của Hiểu Nguyệt Các thích khách chặn được. Mà gã thích khách đó cũng đã rơi vào cạm bẫy, lấy mình làm mồi nhử của Nghi Hữu Đạo, bị Hiểu Nguyệt Các bao vây tiêu diệt. Tại hiện trường, ngoại trừ đám người Nghi Hữu Đạo, nhìn thấy thực lực chân chính của người đàn ông áo hòa cũng chỉ có đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ. Trong tình huống bị Hiểu Nguyệt Các vây kín, người của triều đình bên ngoài không có khả năng nhìn thấy tình huống người đàn ông áo hoa ra tay. Lúc đó Hiểu Nguyệt Các không thấy nên không biết, nhưng mà Vạn Động Thiên Phủ và Hiểu Nguyệt Các đang trong giai đoạn hòa hợp, trước mắt không có lý do gì để hại y, hẳn sẽ bảo vệ bí mật cho y. Đối với Nghi Hữu Đạo mà nói, theo lý triều đình không biết trong tay hắn đang có cao thủ bảo vệ đỉnh cấp, không nghĩ đến khi huy động nhân lực đã huy động được nhân vật như là Tông Nguyên. Thử hỏi Hoàng Điệt làm sao mà tin tưởng bên cạnh Nghi Hữu Đạo còn có cao thủ có thể giao đấu với Tông Nguyên hay không? Tông Nguyên. Quản Phương Nghi âm thầm khiếp sợ, bỏ tay vào trong tay áo, nắm chặt phù triện, chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Thiên kiếm phù trong tay Quản Phương Nghi, còn có người đàn ông áo hoa, đây chính là nguyên nhân Nghi Hữu Đạo có thể thủ vững ở đây. Tương tự, Tông Nguyên khí định thần nhàn, từ trên không trung nhìn xuống, ánh mắt lấp lóe, rút lui về cảnh giới. Viên Cường đang đứng trên đỉnh núi quan sát, quát lên với Tô Nhân Kiệt. Tô Nhân Kiệt không chút do dự, lập tức hạ lệnh. Phòng tuyến bên dưới đã loạn, khoảng cách bao trùm của mưa tên có hạn, cộng thêm các đệ tử Phi Hoa Các cũng đã tìm ra được cách. Trong trường hợp bất đắc dĩ đã dùng thi thể của đồng môn xông về phía trước. Mặc dù nhân số còn sống vọt đến không nhiều, nhưng mà đều là đệ tử tinh anh của Phi Hoa Các. Rất nhiều đệ tử trúc cơ kỳ đã ngã xuống dưới mưa tên và cương mộc, chạy ra được cơ hồ đều là đệ tử cảnh giới kim đan. Phí Trường Lưu và một đám trưởng lão đích thân lao ra chém giết,
toàn bộ đệ tử Lưu Tiên Tông đều tham gia vây đánh. Luận thực lực, bọn họ không bằng đối thủ Phi Hoa Các còn sót lại. Mặc dù mưa tên trước đó đã tiêu hao pháp lực của đối phương không ít, nhưng mà chống cự vẫn gian nan như cũ. Phi Hoa Các và Chân Linh Viện có thể tọa trấn Nam Châu, tất nhiên không phải là môn phái như Lưu Tiên Tông có thể so được. Người đông thế mạnh quần đầu khiến cho đệ tử Lưu Tiên Tông tử thương vô số. Lưu Tiên Tông cũng đang liều mạng, muốn lui cũng không thể lui. Một khi bại lui, nguy cơ diệt môn nằm ngay trước mắt. Đã đến tình trạng này còn không liều mạng thì chờ đến khi nào? Trước đó còn tưởng rằng là một đám người đang diễn luyện, sao cũng không nghĩ đến đảo mắt đã biến đùa thành thật. Đứng trước nguy cơ diệt môn, Phi Hoa Các cũng không có đường lui. Lực lượng môn phái đã bị tổn thất nặng nề, cho dù chiếm được Nam Châu, có rất nhiều đệ tử đã chết, cũng khó mà quản lý Nam Châu. Biết rõ như thế nhưng mà vẫn không thể lui. Một khi bại lui, triều đình không lĩnh tỉnh, đệ tử Phi Hoa Các sẽ chết vô ích. Thực lực tổn thất quá lớn, ngược lại còn chọc giận triều đình. Phi Hoa Các sao có thể sống yên ổn được? Chỉ có thể liều mạng đánh thắng. Khi đó triều đình cảm kích công lao sẽ còn hy vọng tái khởi. Tào Ngọc Nhi máu me khắp người, tóc tai bù xù, bị một đám người vây công, không ngừng giống thảm. Dư uy tiễn trận đánh rối tình rối mù vừa rồi vẫn còn. Mặc dù người nào cũng đã trải qua sa trường tôi luyện, nhưng mà đối mặt với tấn công của tu sĩ, căn bản không ngăn được. Mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng mà người ta một trường đánh bay một mảng lớn, một kiếm quét ngang, máu thịt văng tung tóe như là mãnh hổ xông vào bầy cừu. Rất nhiều binh sĩ bị chém như là chém dưa thái rau, đồng loạt ngã xuống đất. Trong nháy mắt sợ là đã có hơn ngàn binh sĩ ngã xuống. Đám binh sĩ này trộn lẫn đệ tử Lưu Tiên Tông bị gò bó tay chân, đệ tử Phi Hoa Các cũng mặc kệ những thứ này, chỉ cần không phải người nhà, gặp người là buông tay buông chân cuồng giết. Đương một tiếng, binh sĩ chật vật lao ra được, nhanh chóng như thủy triều rút lui lên núi. Trên núi, lệnh kỳ tung bay, nhân mã rút lui nhanh chóng một lần nữa kết trận giữa sườn núi. Toàn bộ cung tiễn lặng lặng chờ đợi, bỏ mặc Lưu Tiên Tông và Phi Hoa Các chém giết lẫn nhau. Chỉ cần Phi Hoa Các có người chạy lên, từng làm mưa tên sẽ áp chế xuống, cố gắng giữ vững phòng tuyến bên này. Viên Cương nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn Phi Cầm chờ theo một đám người bay qua, không khỏi quay đầu nhìn về phía sơn trang. Đám người Trần Bá cũng nhìn lại, trong lòng có sự lo lắng. Trên lầu các bên trong Mao Lư sơn trang, mọi người đã phát hiện có Phi Cầm quân địch bay đến. Một ngáo đen thổi còi, 10 con Phi Cầm đang nghỉ ngơi ở trong sơn trang một lần nữa vỗ cánh bay lên. Đám người áo đen bay tán loạn, nhảy lên 10 con Phi Cầm, tiếp tục chặn đường quân địch đang bay tới. Người bên ngoài không thể cho bất kỳ ai tùy tiện đánh vào Mao Đư sơn trang. Cao tầng Hiểu Nguyệt các bên trong sơn trang hạ tử mệnh, ra lệnh mọi người phải bảo vệ. Một tu sĩ mặc thường phục hoạn quan điều khiển một con Phi Cầm quay sang nhìn Tông Nguyên, trầm giọng nói: Tông tiên sinh, người đang chống kiếm đứng trên lầu các chính là Ngưu Hiếu Đạo, có phải người nên ra tay rồi không? Mặt Tông Nguyên vẫn bình thường, ông ta đương nhiên sẽ ra tay, nhưng mà không ra tay một cách dễ dàng. Triều đình động vào người của ông ta làm sao có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Ông ta đã nhìn thấy tình hình chiến đấu biên giới, chứng tỏ thực lực phòng ngự của đối phương rất mạnh. Ông ta cũng không ngại để nhân mã của triều đình trả giá nhiều một chút. Chẳng lẽ còn muốn ông ta bảo vệ người của triều đình nước Yến? Ông ta có khoan dung độ lượng, cũng không đến tình trạng đó. Đương nhiên, ông ta sẽ không nói như vậy. Người không nhìn thấy người bên dưới rất khí định thần nhàn sao? Nhất định hắn đang có lực lượng nào đó. Ta không ra tay thì thôi, ra tay rồi thì phải đắc thủ. Trong sơn trang còn có rất nhiều người, để ngắt người bị quấy nhiễu vẫn nên chờ một chút. Người đang đứng trên lầu các nhìn lên trời cũng cảm thấy kỳ lạ, nhất là bản thân Nghi Hiếu Đạo. Nếu đã đến đây vì hắn, vì sao tên Tông Nguyên kia lại chậm chạp không ra tay? Chẳng lẽ chỉ đến xem náo nhiệt sao? Bọn họ không biết ân oán giữa Tông Nguyên và triều đình, cho dù đầu óc Nghi Hiếu Đạo không phải tầm thường cũng không biết được nguyên nhân. Trên không trung, một kẻ tập kích nhảy xuống một lần nữa, bị đám người áo đen bịt mặt chặn lại. Khi hai bên giao chiến rơi xuống đất, thấy người của quân địch đánh qua được bên này, hai người áo đen che mặt trong sơn trang vùng vẫy tay. Cùng vẫy tay, 200 người một lần nữa bay ra ngoài nhanh chóng tiếp viện. Người bịt mặt áo đen đứng trước sau có gần 400 người gia nhập cuộc chiến, cùng với 300 kẻ tập kích chém giết một trận. Mọi người tung hoành trong núi,
âm thanh ầm ầm không ngừng, đất đá bay tứ tung, khiến người ta có cảm giác trời long đất lở. Bên trên lầu các, Thương Thục Thanh nhìn thấy quá nhiều cao thủ tu sĩ đại chiến, không khỏi hoảng sợ. Khóe miệng Hoàng Điệt căng cứng, ngẫu nhiên coi trọng Nghiếu Đạo hơn. Ông ta không biết Nghiếu Đạo đào đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Ba phái Lưu Tiên Tông không có nhiều cao thủ như thế mới đúng chứ. Nếu là cao thủ ba phái, làm gì có chuyện che mặt không dám gặp người. Sau lưng Nghiếu Đạo chắc chắn có lực lượng ủng hộ hắn mà ông ta không biết. Ông ta phát hiện mình đã coi thường lực lượng trên tay của Nghiếu Đạo. Tình hình chiến đấu dường như bất lợi cho phe của mình. Tu sĩ Hoạn Quan trên phi cầm trầm giọng nói: Tông tiên sinh, người trong sơn trang không nhiều, người nên ra tay đi. Nếu không ta có lý do hoài nghi người đang muốn tiêu hao thực lực của triều đình. Người áo đen bịt mặt trong sơn trang đúng là không nhiều, nhưng mà vẫn có hơn 100 người. Hiểu Nguyệt Các tập trung thêm 500 cao thủ bảo vệ Mạo Lư sơn trang, nói chính xác là bảo vệ người nào đó trong sơn trang. Bốp một tiếng, Tông Nguyên đột nhiên ra tay, tát cho gã tu sĩ Hoạn Quan kia một bàn tay, khiến cho khóe miệng của gã đã phải chảy máu. Ông ta ra tay nhanh đến nỗi đối phương không kịp né tránh. Ta cần ngươi ồn ào dạy ta sao? Tông Nguyên lạnh lùng nói một câu. Tu sĩ Hoạn Quan kia tức giận nhưng mà không dám nói gì, dùng tay lau vết máu nơi khóe miệng. Tông Nguyên cũng không thở ơ nữa, sau một khắc thân hình lóe lên, hai tay vung cao, lộn nhào lao xuống, nhanh chóng lướt đến Mạo Lư sơn trang. Bên trên lầu rối loạn tưng bừng, thấy Tông Nguyên xuất thủ, đám người Hoàng Liệt vội vàng rút kiếm giống như lâm đại địch vậy. Người áo đen bịt mặt canh giữ xung quanh cũng lách mình lao lên, hơn 10 người bay lên đỉnh chóp, người nhìn từ trên không trung lao xuống. Nghiêu Hiếu Đạo hai tay chống kiếm vẫn bình tĩnh, thu hồi ánh mắt quay sang nhìn Quản Phương Nghi, rồi lại nhìn Thương Thục Thanh. Quản Phương Nghi hiểu ý gật đầu, vẫy tay gọi lão Thập Tam đến căn dặn: nếu có gì không ổn xảy ra, lập tức mang Thương Thục Thanh đến chỗ Trang Hồng. Mắt thấy Tông Nguyên từ trên cao phi thân xuống, thân hình như là thiên ngoại phi thiên, hơn 10 người bịt mắt áo đen từ trên lầu các đồng thời nhảy ra, liên thủ đánh ra kiếm khí như lưới, bắn ngược về phía Tông Nguyên. Chỉ thấy Tông Nguyên vung tay, nhờ pháp nhãn có thể thấy được hoàng quang như là lốc xoáy, rào sát kiếm võng, hơn 10 luồng kiếm khí bị đánh bay tứ tán, kiếm khí lăng lệ trở nên như là ngón tay mềm, hoàn toàn không áp sát được thân thể của Tông Nguyên. Tông Nguyên lăng không vỗ một cái, kiếm khí lượn vòng, chém ngược lại hơn 10 người bịt mặt áo đen đang vọt tới. Mọi người không biết đây là thuật pháp gì, người đàn ông áo hòa đang nhìn chằm chằm lên tiếng: quả nhiên là Tông Nguyên. Ầm một tiếng, không trung không ngừng vang lên tiếng nổ, kiếm khí của hơn 10 tu sĩ đánh ra bị phá vỡ, không thể không rơi xuống lại. Quần phòng trên không trung đánh tới, đám người trên lầu các giống như là bị gió lốc thổi trúng, Thương Thục Thanh thậm chí đứng không vững, lung lay như là sắp nổ. Ngân Nhi đang ôm hộp cơm ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Nghiêu Hữu Đạo quay sang nhìn người áo hoa, chỉ thấy quần áo của y bay không giống những người khác. Quần áo của người ta đều bay phần phật trong quần phòng, còn y thì cứ bay chậm chậm, khiến cho người ta có cảm giác như đang bay trong gió. Khí tức bắt đầu khuếch tán trên lầu các. Đến khi mọi người phát hiện nhìn sang, ai nấy đều cảm thấy hoa mắt. Người đàn ông áo hoa đã xuyên qua trận cuồng phong, phóng lên tận trời, tốc độ kinh người. Cạch một tiếng, một âm thanh vang lên giữa trời. Trong khoảnh khắc Tông Nguyên và người đàn ông áo hoa chạm nhau, hai người đã cứng đối cứng với nhau một trường ở trên không Mao Lư sơn trang. Tông Nguyên giật mình, mượn được va chạm nhanh chóng đằng không lui về đằng sau để giảm bớt lực. Đám người Hoàng Liệt cũng giật mình không ít. Đây là ai? Tại sao lại có thể cứng đối cứng với Tông Nguyên? Người đàn ông áo hòa như sao trổi hạ xuống, vùng tay phóng ra khí cương màu đỏ như chiếc ô, nhanh chóng ổn định thân hình, đáp xuống lầu các. Trước mặt mọi người, y giữ vững cân bằng, hai tay vung lên như cánh bướm, hai chân đạp đạp giống như là bước trong hư không, tư thái buông thả, sau đó một lần nữa phóng lên trời. Cảnh tượng này khiến cho người trên lầu các chấn kinh. Phần lớn tu sĩ chỉ có thể càng bay càng thấp, muốn tái khởi phải mượn lực mới được. Nhưng mà người này có thể tái khởi trong hư không, gần đây như được xem là phi hành chân chính, nói rõ chân khí trong cơ thể đã đạt đến tình trạng thực chất hóa, khi ngự khí vẫn có thể huy sái tự nhiên. Người bịt mặt áo đen muốn ra tay lần nữa hơi kinh ngạc, có cao thủ như vậy ra tay, bọn họ không cần thiết phải tham gia nữa, tham gia chẳng khác nào là tự tìm cái chết. Tất cả đã dừng tay, đứng trong sơn trang
ngẩng đầu quan sát. Phi cầm chở tu sĩ hoạn quan cứ lượn quanh trên không trung. Đằng xa có một con phi cầm chở Cao Miểu Thủy và Cao Thiếu Minh bay tới. Từ trên cao quan sát toàn diện tình hình chiến đấu. Từ trên cao, Tông Nguyên đã mệt mỏi cúi nhìn đối phương ở bên dưới. Thấy người đàn ông áo hoa một lần nữa bay lên trên không, hai tay liền vung cao, luồng khí xoáy màu vàng tuôn ra dưới chân, lập tức nâng ông ta nhanh chóng bay lên trên cao hơn nữa. Vừa rồi ông ta muốn dò xét thực hư, một chiêu cứng đối cứng khiến cho ông ta kinh ngạc lẫn khó hiểu. Người giao thủ với ông ta vẫn không lộ chân dung. Ông ta muốn đoán xem đối phương rốt cục là ai. Nếu thực sự là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở trong thiên hạ, khi ra tay ông ta nhất định phải biết mới đúng. Thấy Tông Nguyên tăng tốc bay lên, người đàn ông áo hoa lượn vòng, hai tay vung vẩy thẳng tắp xoay tròn. Thấy Tông Nguyên không cần mượn lực cũng có thể cân bằng trên không giống như mình, tu sĩ hoạn quan không khỏi kinh hãi, thầm than không hổ là cao thủ xếp thứ bảy trong đan bảng. Ca Miểu Thùy khống chế phi cầm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng âm thầm tán thưởng không thôi. Nhìn người áo hoa vung tay bay lên trên không, hai chân lơ lửng, Ca Miểu Thùy không khỏi hoảng sợ, không biết người đó là ai. Đám người Nghiếu Đạo ở trên lầu khác ngẩng đầu nhìn bầu trời, có thể thấy cũng chỉ là mấy điểm đen. Tông Nguyên lão nhi, tại sao lại chạy trốn? Người đàn ông áo hoa hỏi một câu. Tông Nguyên giận tím mặt, hai tay hất lên vọt lên. Người đàn ông áo hoa cũng phất tay phóng đi. Cạch một tiếng, trong nháy mắt hai người chạm nhau, âm thanh va chạm kịch liệt không ngừng vang lên. Một khắc chạm vào nhau, cường phong đánh ra bốn phía, đảo loạn khí lưu trên không, khiến cho hai con phi cầm đang chở người quan chiến phải vỗ cánh ổn định thân hình. Bóng hai người xen kẽ nhau trên không trung, thực lực ngang nhau, ai cũng không chiếm được thượng phong. Chợt âm thanh kịch chiến bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy bốn cánh tay hai người quấn lấy nhau. Người khóa tay của ta, ta khóa tay của ngươi, ai cũng không chịu buông ai, gương mặt dán sát vào nhau, bốn mắt giằng co. Hai người xoay tròn trên không trung, chậm rãi hạ xuống. Rốt cục ngươi là người phương nào? Tông Nguyên quát hỏi. Giao thủ cả nửa ngày, ông ta vẫn không nhìn ra lai lịch của đối phương. Người có thực lực như vậy tuyệt đối không phải là người vô danh trong giới tu hành. Người đàn ông áo hòa đáp. Ta là người phương nào không quan trọng, quan trọng ngươi đường đường là Tông Nguyên, không nghĩ đến lại làm chó săn cho triều đình. Ta cũng muốn biết triều đình nước Yến đã cho người chỗ tốt gì. Người giúp Nam Châu có khác gì ta? Người không ra tay, ta tất nhiên không ra tay với người. Giấu đầu co mặt chỉ đáng là bọn chuột mất. Nếu người muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Tông Nguyên hừ lạnh, hai vai lắc một cái, thân hình phóng ra khí cơ màu vàng quấn về phía đối phương. Hai tay người đàn ông áo hoa đầy một cái, song vương trong những mắt tách ra, y phát hiện hai tay hai chân của mình đều bị kình khí màu vàng quấn quanh, tứ chi run lên một cái, cạch một tiếng phá nát khí cơ. Hai tay Tông Nguyên khuấy lên một luồng mây vàng, giống như là một con rồng màu vàng quấn tới. Trong khoảnh khắc trói chặt người đàn ông áo hoa, vừa mới khoát thoát khỏi trói buộc, càng quấn càng chặt, siết đến mức da tay người đàn ông áo hoa đỏ bừng, khí kình mềm dai. Người đàn ông áo hoa dùng hết pháp lực cũng không cách nào thoát khỏi. Càng kinh khủng hơn, hai tay giống như đã cầm đuôi rồng của Tông Nguyên khẽ động. Chân mình con phi long sinh ra rất nhiều con rắn nhỏ, chui vào trong mắt, lỗ mũi của người đàn ông áo hoa. Người đàn ông áo hoa vận khí hộ thể, đám rắn con có sức dùng sức như thế nào thì cũng không xâm nhập được vào trong cơ thể của y. Cánh tay cầm đuôi rồng của Tông Nguyên một lần nữa lay động, đầu rồng há cái miệng lớn với răng nanh bên trong, đột nhiên ngoạm vào đầu người đàn ông áo hoa. Dãy rủa, người áo hoa lắc mình một cái, khí cơ bừng bừng. Mặc dù bị con rồng cắn mạnh vào đầu, nhưng răng nanh của nó vẫn cách mục tiêu một khoảng cách bằng ngón tay, khó mà tiếp tục gặm vào trong. Người của ngươi hình như đã rơi vào thế hạ phong. Trên lầu các, Hoàng Điệt trầm giọng nhắc nhở Nghi Hữu Đạo. Bây giờ ông ta không hy vọng Nghi Hữu Đạo sẽ thua, bởi vì về sau còn không biết Tông Nguyên có buông tha cho ông ta hay không. Ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt Nghiếu Đạo ngưng trọng. Nếu ngay cả người đó cũng không đỡ nổi đối phương, hắn xem như là phiền phức rồi. Trước đó hắn không nghĩ đến triều đình đã mời được Tông Nguyên đối phó hắn. Tốt, đúng là được mang mở mang tầm mắt, không hổ danh là cao thủ xếp thứ bảy trên đan bảng. Ca Miểu Thủy đứng trên phi cầm thấy Tông Nguyên đang chiếm thượng phong, vui vẻ gật đầu tán thưởng. Cao Thiếu Minh cũng sợ hãi, lắc đầu thán phục.
thấy đối phương đang dùng hết pháp lực liều mạng với mình, tu vi hai người dường như đang ngang nhau, cứ rằng coi như vậy cũng không phải là biện pháp. Thân hình Tông Nguyên đột nhiên trầm xuống, cùng với người đàn ông áo hoa đang bị quấn chặt rơi xuống đất. Người đàn ông áo hoa nhìn ra được ý đồ của đối phương, muốn mượn được việc hạ xuống để vung kích, nện y xuống đất, thịt nát xương tan. Ban đầu y còn có thể thi pháp chống cự, nhưng mà tốc độ càng hạ xuống, y rất nhanh phát hiện mình đang ở vào thế bất lợi, không thể để đối phương lôi kéo. Y phải dùng hết pháp lực để giảm tốc độ hạ xuống, vì thế pháp lực tiêu hao quá nhanh, trong khi đối phương kéo xuống còn có thể mượn lực hút bên dưới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, y hoàn toàn không chiếm được phần thắng. Trong chớp mắt, y ngừng thi pháp giảm tốc độ kéo xuống. Tốc độ hai người từ trên không rơi xuống càng lúc càng nhanh. Tông Nguyên kéo lấy người, nhanh chóng phóng xuống đất. Hai người càng lúc càng gần mặt đất. Người bên trên lầu các nhìn rõ tình huống, sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt người đàn ông áo hoa rơi xuống, chợt lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như là quyết định việc gì đấy, chợt quát lên: "Vạn lý hàn quang, nhất kiếm tồi thành!" Đột nhiên phát giác khí thế bên trên không ổn, Tông Nguyên ngẩng đầu thật mạnh, chỉ thấy huyết quang lóe lên ở bên trong con hoàng long. Cạch một tiếng, một âm thanh vang lên giữa thiên địa. Người đàn ông áo hoa đã hóa thành một cây kiếm, cả người bao trùm một kiếm, thanh kiếm hồ phách, huyết sắc dài hai trượng. Kiếm vừa đánh ra, trong khoảnh khắc đã cắt nát hoàng long đang quấn chặt. Hai ngón tay người trong kiếm biến thành kiếm dẫn, thừa cơ chấm một nhát về phía Tông Nguyên. Những người ở bên trên lầu các đồng nghẹn họng nhìn chân trối cảnh tượng đằng trước. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng thiên ngoại phi kiếm hùng vĩ đến như vậy, chẳng khác nào là cự kiếm chu ma đến từ cửu thiên. Thương Thục Thanh nhìn không ra bất cứ thứ gì, bất luận Tông Nguyên thi triển hoàng long quấn chặt hay là người đàn ông áo hoa bỗng nhiên hóa thành cự kiếm hồ phách huyết sắc, người không mở pháp nhãn sẽ không nhìn thấy được gì, chỉ thấy hai người ở trên không trung. Vì thế bọn họ sẽ không nhìn ra được uy lực chân chính khi giao thủ như thế nào. Ngồi trên phi cầm, Ca Miểu Thủy tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lấy thần hóa kiếm, liền la lên: "Đây là ai?" Tông Nguyên giật nảy mình, tốc độ hạ xuống ông ta không hề giảm bớt được lực cản tấn công của thanh cự kiếm. Trong khoảnh khắc thanh cự kiếm hồ phách huyết sắc tập kích tới, nếu không kịp né chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Trong lúc vội vã, hai tay ông ta vỗ một cái giữ chặt thanh kiếm lại. Lấy thần hóa kiếm, đây không phải là Thanh Vân kiếm quyết mà sau đời thứ ba của Thượng Thanh Tông không còn ai luyện thành được nữa sao? Tông Nguyên kinh hãi kêu lên, sau đó vội sửa lại: "Không đúng, Thanh Vân kiếm quyết là kiếm ảnh màu xanh, còn của người là màu đỏ. Rốt cuộc ngươi là ai?" Không trả lời, cũng không kịp trả lời, hai người đánh tới phía dưới một gò núi. Một người đang chém giết trên gò núi giật mình, vội dừng chiến, lách mình chạy tứ tán. Những người đang chém giết trên gò núi giật mình, vội vàng dừng chiến, lách mình chạy tứ tán. Một khắc vọt đến gò núi, Tông Nguyên hai tay kẹp thanh kiếm đột nhiên đẩy thanh kiếm ra, muốn chạy trốn. Thân trong kiếm, tay người đàn ông kết thành kiếm quyết, vung tay hất lên. Cự kiếm đột nhiên đâm xuống theo hình xoắn ốc, mũi kiếm xoay tròn sượt qua người Tông Nguyên, một luồng máu văng ra. Oanh một tiếng, sơn băng địa liệt, gò núi giống như là bị sét đánh xuống, kiếm thế ầm ầm, cự kiếm biến mất trong lớp đất đá, bay tứ tung. Tất cả những người quan sát đều kinh hãi, hít sâu một hơi. Ngưu Hiếu Đạo đứng trên lầu các nhìn ra xa, có thể cảm nhận được chấn động truyền đến từ mặt đất. Thượng Thanh Tông vô thức kinh hãi, lùi về phía sau một bước. Lúc này nàng ta mới chính thức lĩnh hội được vì sao người ta lại nói thiên hạ này là thiên hạ của tu sĩ. Thử hỏi thiên quân vạn mã phàm phu tục tử, làm sao có thể ngăn cản được nhân vật như vậy. Đứng trên đỉnh núi, đám người Viên Cương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn gò núi bị sụp kia. Trong đống đất đá bay loạn, Tông Nguyên bay lên, gương mặt lộ vẻ dữ tợn. Ông ta khẽ vỗ một trường vào hư không, cánh tay còn lại đã không còn. Vừa rồi ông ta không kịp né, đã bị cự kiếm xoay tròn chặt đứt mất. Ông ta khẽ vỗ bàn tay như là đồng hồ cắt, đất đá ầm ầm bay lên, nhìn thoáng chốc hình thành một cây búa thật lớn. Cánh tay cụt vung lên, điên cuồng đập xuống gò núi. Người đàn ông áo hoa từ dưới hố nhảy lên, xoay người một cái, cự kiếm hồ phách huyết sắc lại xuất hiện, bổ xuống cây búa. Cạch một tiếng, cây búa bị thanh kiếm chặt đứt thành hai đoạn, thanh cự kiếm cũng biến mất luôn. Trong đống đất đá bay tán loạn, người đàn ông áo hoa tận dụng mọi thứ, hai tay liên tục gầy 10 ngón tay,
từng đạo huyết mang bắn ra. Tông Nguyên nhanh chóng xoay người né tránh, đồng thời rút cán búa về, đưa tới trước người để cản, không cho chúng phần quan trọng. Nhưng mà phần bụng thì lại bị ba luồng huyết mang xuyên thủng cương khí hộ thể, bắn ra ba luồng máu. Đất đá tạo thành cán búa bị huyết mang đánh tan, ở trong đống đất loạn xạ như mưa. Tông Nguyên đách mình xông lên trời. Người đàn ông áo hoa cũng đuổi theo. Hai người lúc lên lúc xuống, bay song song với nhau, xông thẳng lên trên trời trước mặt bao nhiêu người. Khóe miệng dính máu, Tông Nguyên nhìn xuống dưới, nhìn thấy mấy lỗ máu trên bụng của mình. Hai mắt nhìn người đuổi theo như muốn nứt ra. Giáo chủ ma giáo, lệ ma chỉ. Trong đầu ông ta nhớ lại Thanh Vân kiếm quyết đúc trước, trong khoảnh khắc đã đoán ra được điều gì. Thì ra là ngươi. Người đàn ông áo hoa cũng không lên tiếng, đuổi theo không bỏ. Tông Nguyên biết mình không thể rông dài, muốn chạy về phía khu rừng để trốn. Huyết quang lóe lên trên không trung, người đàn ông áo hoa một lần nữa lấy thần hóa kiếm, cự kiếm bắn ra, không có lực cản của cơ thể, tốc độ càng nhanh. Khoảng cách với đối phương vốn không xa, trong nháy mắt một kiếm đuổi tới. Tông Nguyên vẫy cánh tay cụt, một con hoàng long xuất hiện quấn lấy cự kiếm. Ông ta xoay người, nắm chặt mũi kiếm, nghiêm mặt nói: "Ngươi nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt sao?" Người đàn ông áo hoa trong kiếm trầm giọng nói: "Ta vốn rất hâm mộ ngươi, nhưng mà ngươi lại không lo làm người đàn ông tiêu dao của mình, nhất định phải quấn vào chuyện này. Đã bước một chân vào, ngươi còn có thể rút ra được sao?" Trong đầu Tông Nguyên nảy lên suy nghĩ, biết đối phương không sai, bây giờ đã không còn cách nào. Giết không được Nghĩa Hữu Đạo, triều đình cũng không để ông ta yên. Ông ta chỉ có thể tìm cơ hội để ra tay mà thôi. Cho dù triều đình thả người, nhưng mà những người kia đã bại lộ, chẳng khác nào là cột một sợi dây vô hình vào người ông ta, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo người. Gương mặt ông ta tràn ngập sự bi phẫn: "Ta chỉ là thân bất do kỷ, ngươi và ta đều đã không còn đường lui, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường." Người đàn ông áo hoa dứt lời, phất tay tạo thành kiếm quyết. Cự kiếm hồ phách huyết sắc nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một chùm huyết vũ rào sắt giữa trời. Một người một kiếm tuần tự rơi xuống. Ầm một tiếng, Tông Nguyên đã mất đi một nửa thân hình rơi xuống mặt đất, máu dần dần thấm vào trong đất. Một khắc kiếm rơi xuống, đột nhiên biến mất, chỉ còn lại người đàn ông áo hoa nhẹ nhàng đáp xuống đất, lặng lặng nhìn Tông Nguyên đang mắt khép hờ. Đám người tập kích xung quanh bị dọa cho sợ, ngay cả Tông Nguyên mà cũng bị giết, ai còn dám đến gần y nữa. Tất cả nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Triệu Tông Nguyên nhìn chằm chằm người đàn ông áo hoa, yếu ớt nói một câu, ánh mắt như là có chuyện muốn phó thác vậy. Nhưng mà cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra, hai mắt đã ngây dại, không còn động tĩnh, cũng mất đi khí tức. Cao thủ quyết đấu không có chuyện đánh lung tung, khi hai bên bắt đầu giao thủ cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã phân ra thắng bại. Mặc cho máu dính đầy người, người đàn ông áo hoa nhìn về phía Mao Lư Sơn Trang, hai tay phất lên, lắc mình bay lên không. Hai cánh tay dang rộng như một con chim lớn, lướt qua đám người đang giao chiến bên dưới. Y mặc kệ bên dưới ai thắng hay thua, y cũng không vì đám người bịt mặt áo đen của Nghĩa Hữu Đạo mà đuổi theo giết từng người tập kích. Nhẹ nhàng đáp xuống lầu các bên trong Mao Lư Sơn Trang, y chậm rãi bước lên bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo, gương mặt vẫn bình thản. Không khí bên trên lầu các lạnh ngắt như tờ, ai nấy đều kinh ngạc nhìn y. Hoàng Liệt nhìn y rồi lại nhìn Nghĩa Hữu Đạo. Ngân Nhi ôm hộp cơm, ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ, bước đến nhìn người đàn ông áo hoa. Y cũng nhìn lại cái thùng cơm đằng trước mặt mình, liếm liếm ngón tay dính đầy dầu mỡ. Ngân Nhi muốn đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên người đàn ông áo hoa, ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ ghét bỏ, giơ tay đẩy nàng ta ra. Nhìn tình huống này, người không biết rõ đều cho rằng cô gái này ngớ ngẩn, định tìm cái chết hay sao. Ngân Nhi lập tức trừng mắt, có vẻ không vui. Lúc này đến phiên quản Phương Nghi đổ mồ hôi hột, dùm cho người đàn ông áo hoa: "Ngươi còn có thể giết Tông Nguyên, nhưng mà sợ còn chưa lọt nổi vào mắt yêu vương này. Quan trọng là đừng liên lụy đến chúng ta." Thương Thục Thành lại lo lắng cho Ngân Nhi, vội kéo Ngân Nhi ra, thấp giọng khuyên: "Ngân Nhi đừng có làm loạn." Mặc dù Ngân Nhi bị Thương Thục Thành kéo ra, nhưng mà vẫn quệt miệng mắng chửi người đàn ông áo hoa: "Đồ người xấu." Người đàn ông áo hoa vốn nhìn nàng ta như thùng cơm, cũng lười so đo với loại đàn bà ngần ngơ này. Đám tập kích nhảy dù
bắt đầu chạy tứ tán. Tông Nguyên vừa chết, sĩ khí lập tức tan tác. Đối mặt với người áo đen bịt mặt, bọn chúng vốn đã không chịu đựng nổi, bây giờ ngay cả Tông Nguyên cũng đã chết rồi, còn điều mạng làm cái gì nữa. Cho dù chiến đấu tới cùng, bên cạnh Nghiếu Đạo còn có cao thủ bảo vệ, hoàn toàn không thể giết được hắn ta. Liều chết đến cùng thì cũng chỉ chịu chết mà thôi, chẳng cần thiết phải liều mạng, trốn là trên hết. Thấy đám người bịt mặt áo đen muốn truy sát, Nghiếu Đạo lên tiếng: "Giặc cùng đường chớ đuổi." Một người bịt mặt đứng trên tường rào lập tức kết dài, ngừng truy sát. "Đoạn Hồ, Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng!" Nghiếu Hiếu Đạo kêu lên. Ba người cùng nhau tiến lên, chắp tay nói: "Đạo gia." Nghiếu Đạo đưa lưng về phía ba người, mắt nhìn đằng trước nói: "Ba người các người lĩnh 100 nhân thủ, nhanh chóng tiếp viện Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn." "Rõ." Ba người lĩnh mệnh, lập tức liên lạc với những người bịt mặt, sau đó lĩnh trăm người đi vào. Bây giờ có rút lực lượng phòng ngự trong sơn trang đi hết, Nghiếu Đạo cũng không sợ, cũng âm thầm thở phào một hơi. Ban đầu hắn còn sợ người đàn ông áo hoa không phải là đối thủ của Tông Nguyên, khiến hắn phải căng thẳng đề phòng. Hắn ấy là may mắn khi đã được sự phòng ngừa chu đáo. Mời người này đến trước, nếu không chiếu theo nắm chắc ban đầu, sợ là đã đem tảng đá đập chân mình rồi. Đương nhiên, cũng vì người đối mặt là triều đình nước Yến, muốn cứng đối cứng với đám quái vật này, ngay từ đầu hắn đã rất cẩn thận, có thể vận dụng được lực lượng nào thì vận dụng ngay. Lần này có thể nói là hắn đã lấy được tất cả lực lượng của mình ngạnh kháng với triều đình nước Yến một lần. Nhìn quần áo dính máu của người đàn ông áo hoa, Nghiếu Đạo giơ ngón tay với ý: "Quả nhiên là cao thủ." Người đàn ông áo hoa im lặng, khẽ liếc hắn một cái. Trên không trung nhìn không rõ lắm, Ca Miểu Thủy không chế phi cầm hạ xuống, lướt qua một chút, thấy được Tông Nguyên đang nằm trên mặt đất, kinh hãi không thôi. Cộng thêm cao thủ đột kích chạy tán loạn, Ca Miểu Thủy biết sự việc không còn cứu vãn được nữa, vội điều khiển phi tầm bay lên trên chạy trốn. Cảnh tượng này lọt vào mắt của Nghi Hữu Đạo. Trước đây tình huống đốc chiến ở trên không đã khiến hắn hoài nghi thân phận đối phương không đơn giản. Hắn chỉ tay lên không trung: "Nhìn xem trên con xích liệp điêu là ai, xem có bắt được hay không." Mấy người áo đen nhanh chóng nhảy lên hai con xích liệp điêu đuổi theo. Trên đỉnh núi, mắt thấy tu sĩ tập kích nhảy dù vọt tới, Trần Bá và Ngô Lão Nhị nhanh chóng bảo vệ trước người Viên Cương. Trách nhiệm lần này của bọn họ chính là bảo vệ Viên Cương. Nhưng mà đám tu sĩ này chẳng còn tâm tư giao chiến, chỉ lo chạy trốn, nào còn dám dây dưa. Bọn họ chợt lóe lên, vượt qua chiến trường bên dưới, nhanh chóng lướt đi. Trưởng môn, bọn chúng chạy rồi. Trong đám đệ tử Phi Hoa Các đang bị vây đánh, có người hô to. Tào Ngọc Nhi tóc tai bù xù, toàn thân đều đã vết máu, vung kiếm bức lui vài người. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy đám cao thủ nhảy dù đang chạy trốn. Nhìn lại thì đều là đệ tử Phi Hoa Các chết đầy đất. Tào Ngọc Nhi ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu bi thống, biết mình đã thất thủ. Phi Hoa Các bỏ ra cái giá lớn đến đây như vậy, lại thất bại, nàng ta làm sao mà chịu nổi chứ. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm phát tiết cảm xúc. Sau khi tỉnh táo lại, nàng ta lớn tiếng nói: "Rút lui!" Nhưng đã muộn rồi. Hơn 100 người bịt mặt áo đen từ trên đỉnh núi lao xuống, gia nhập chiến đoàn, gấp rút tiếp viện cho đệ tử Lưu Tiên Tông. Nhìn thấy một đám cao thủ viện trợ, mặc dù không rõ là ai, nhưng mà nhất định đã giúp đỡ cho bên mình. Ai nấy đều máu me khắp người, nhưng mà tinh thần lại phấn chấn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đạo gia đã thắng, bắt đầu triển khai phản kích. Giết! Tình huống tương tự phát sinh tại phòng tuyến bốn phương tam hướng. Khi tiếng chém giết hoàn toàn ngưng lại, quân đồn trú ở trên bát trên núi bắt đầu hướng ra ngoài, thu dọn chiến trường, gom tất cả mũi tên và thiết mâu lại. Khi phát hiện vẫn còn kẻ địch kéo dài hơi tàn, tất cả đều lập tức rút thép mâu đâm liên tiếp, máu văng tung tóe. Người nào chết thật thì cũng đã bị đâm mấy phát, đề phòng giả chết. Những người chuyên quét dọn chiến trường sẽ có kinh nghiệm về việc này. Nghe thấy tiếng đánh nhau đã ngừng lại, Viên Phương đang lén đút trốn ở chỗ nào không biết chui ra nhìn tình huống. Thấy đám người Nghiếu Đạo không chút hoang mang bước xuống lầu các, y lập tức yên tâm, vung tay áo vui vẻ chạy về phía Nghiếu Đạo.
Mặc dù y tránh được nguy cơ, nhưng mà lại bỏ qua cảnh tượng đặc sắc có thể giúp mở mang tầm mắt. Đạo gia, chúng ta thắng rồi sao? Có cần ta dẫn người đi quét dọn chiến trường hay không? Viên Phương lấy lòng nói. Quản Phương Nghi liếc mắt một cái, bà ta đã lĩnh giáo qua người này, biết y rất hứng thú đối với việc quét dọn chiến trường, liền phất tay. Đi 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 đi. Nghĩa Hữu Đạo chống kiếm bước ra cổng Xuân Trang, tự mình nghênh đón người ba phái sau trận huyết chiến trở về. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa, một thân đầy máu cùng đám người Viên Cương trở về. Đệ tử sau lưng còn kéo theo hai người, một thoi thóp, một đứt chân. Viên Cương vừa tới, nhẹ gật đầu với Nghĩa Hữu Đạo, sau đó đứng sang một bên. Đạo gia, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Ba người Phí, Hạ, Trịnh chắp tay phục mệnh. Nghĩa Hữu Đạo nhìn bờ vai được băng bó của Hạ Hoa, biết bà ta đang bị thương. Nhìn dáng vẻ chật vật của ba người, ngay cả trưởng môn cũng bị thương, có thể thấy được giao chiến khốc liệt đến cỡ nào. Hắn hỏi: Hạ trưởng môn, ngươi không sao chứ? Không chết được. Hạ Hoa cười khổ lại hỏi: Đạo gia, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày Hoàng Liệt cau lại, thầm nhủ trong lòng: đã đánh thành cái dạng này rồi mà còn không biết chuyện gì xảy ra, là thật hay giả vậy? Nếu không biết các người cũng có thể liều mạng sao? Nghi Hữu Đạo nói: trước đó ta nhận được tin triều đình muốn nội ứng ngoại hợp gây bất lợi cho ta, trước đó ta không biết thực hư cho nên không thông báo. Các vị vất vả rồi. Hắn cứ nắm chặt nội ứng ngoại hợp không buông. Quản Phương Nghi lặng lẽ liếc mắt nhìn phản ứng của đám người Đại Thiện Sơn, quả nhiên sắc mặt người nào cũng khó coi. Nội ứng ngoại hợp sao? Ba vị trưởng môn lấy làm lạ, liếc mắt nhìn nhau. Sự thật đã chứng minh không liên quan gì đến các người, có lẽ là một người khác. Nghiêu Hiếp Đạo nói một câu phủi sạch quan hệ, khiến lông mày Hoàng Liệt cau lại lần hai. Nghiêu Hiếp Đạo cũng không nói gì thêm, hất cằm với hai người kia. Hai người này là ai? Hạ Hoa chỉ người đàn ông đang thoi thóp. Đây là trưởng môn Chân Linh Viện Kim Vô Quang. Phí Trường Lưu chỉ người bị chém đứt một chân. Trưởng môn Phi Hoa Các Tào Ngọc Nhi, tấn công chúng ta bên ngoài chính là hai người này. Tất cả đã nhận tội, người nào còn sống đều được tập trung dưới núi. Trịnh Cửu Tiêu nói, người nào nhanh chân đã chạy thoát, nhưng không nhờ. Trên thực tế nếu không ngờ, không nhờ người bịt mặt áo đen tương trợ, thì cũng không bắt được hai trưởng môn này. Nghĩa Hữu Đạo ừ một tiếng, giơ kiếm trong tay về phía cằm Tào Ngọc Nhi. Tào Ngọc Nhi không phục lắc đầu, phì một tiếng, lại còn phun một ngụm nước bọt vào người của Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo thi pháp chặn lại, nước bọt còn chưa chạm vào cơ thể đã rơi xuống. Đoạn Hồ tiến đến, bốp một cái, tát vào mặt của Tào Ngọc Nhi, còn nắm chặt mái tóc dài của nàng ta kéo ra đằng sau, để gương mặt được lộ ra. Nghiêu Hiếu Đạo dùng vỏ kiếm chạm chạm vào gương mặt nàng ta hỏi: Tào trưởng môn, không phải nói ba ngày mới đến gặp ta sao? Sao nhanh như vậy đã đến rồi? Tào Ngọc Nhi không thể không ngẩng cao đầu, máu me đầy mặt tức giận nói: Nghiêu Hiếu Đạo, coi như người lớn mạng, sẽ có ngày người chết không yên lành. Lúc trước ta gặp ngươi, khi ngươi còn trẻ còn có thấy mấy phần xinh đẹp, tại sao không lấy chồng sinh con, giúp chồng chạy con, tham gia chi những việc chém giết này? Sao phải tự làm khổ mình như vậy? Nghĩa Hữu Đạo thờ dài, buông kiếm hỏi: các người định xử lý thế nào? Hạ Hoa nghiến răng nói: đệ tử ba phái chúng ta chết trong tay bọn chúng không sợ giữ hai ngàn, quân đồn trú tử thương còn nhiều hơn. Phí Trường Lưu hỏi: đạo gia không định buông tha cho ả ta chứ? Trịnh Kiều Tiêu cũng nhìn sang: ba phái gặp phải đại kiếp, tổn thất nhiều người như vậy, tất cả đều hận không thể đem Chân Linh Viện và Phi Hoa Các đuổi cùng giết tuyệt, để rửa mối hận này mới được. Nghĩa Hữu Đạo nhìn phản ứng của ba người bình tĩnh nói: tất cả cũng chỉ là binh sĩ bị người ta lợi dụng, chết sống không quan trọng. Mau dẫn bọn họ đi rửa giấy sạch sẽ, trị liệu vết thương, sau đó đem bọn họ cùng với người còn sống mang ra đầu đường quận Thanh Sơn làm mồi, bố trí mai phục. Nếu có đệ tử hai phái này đến cứu, tru sát ngay tại chỗ, để cho người trong thiên hạ biết đây là kết quả của việc phạm vào Mao Lư Sơn Trang ta. Ba vị trưởng môn nghe xong đều gật đầu. Nếu để cho bọn chúng chết như vậy thì quá tiện cho bọn chúng rồi.
Kim Vô Quang đang thoi thóp liền kích động, hô hấp gấp rút. Tào Ngọc Nhi bị nắm chặt tóc, dãy ruộng gào thét: Ngưu Hữu Đạo, cầu tặc, ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Mang đi. Trịnh Kiều Tiêu phất tay, quát to một tiếng. Kim Vô Quang rên lên, miệng mũi toàn máu đen, kích động vô cùng. Cầu tặc, Ngưu Hữu Đạo, ngươi sẽ chết không yên lành. Tào Ngọc Nhi bị kéo điên cuồng gào lên, tiếng kêu tràn ngập sự tuyệt vọng. Hai người không nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo ra tay lại độc ác như vậy. Hắn muốn hủy diệt Chân Linh Viện và Vi Hoa Các một cách triệt để. Đường đường là trưởng môn, lại bị treo ngoài tường thành. Còn có trưởng lão, sư huynh, đệ tử Chân Linh Viện và Vi Hoa Các sẽ đến cứu sao? Cứu? Lấy cái gì mà cứu? Cao thủ trong môn tổn thất hầu như là không còn, chỉ bằng đám tiểu đệ tử tu vi không ra hồn, còn có thể đi cứu người sao? Tính mạng của trưởng môn, trưởng lão, sư huynh nằm trong tay người khác, ném chuột sợ vỡ bình, còn có thể đến cứu sao? Chẳng lẽ lại chạy đến để chịu chết à? Tìm cao thủ các đến cứu. Ngưu Hữu Đạo không phải là tu sĩ bình thường, lại có thể phi chi phối tu sĩ có đại quyền nhất định ở thế tục, liên quan không nhỏ. Người không có bối cảnh tương đương sẽ không dễ tham gia vào những chuyện này. Huống chi xuất động nhân thủ nhiều như vậy để tập sát mà còn thất bại. Ngay cả cao thủ xếp thứ 7 trong đan bảng là Tông Nguyên mà còn chết ở đây, ai dám tùy tiện nhúng tay chứ? Không cứu sao? Giới tu hành và thế tục có sự khác nhau, coi trọng chính là sư thừa và truyền thừa môn phái, đây chính là căn bản của giới tu hành. Hậu quả không cứu cũng có thể nghĩ, về sau đệ tử Chân Linh Viện và Phi Hoa Các không thể ngẩng đầu trong giới tu hành, không có lực lượng cạnh tranh bên ngoài, kết quả chính là tan đàn xẻ nghé. Sau khi đi rồi, không ai dám nói mình là đệ tử Chân Linh Viện và Phi Hoa Các nữa, hay phải đến đây xem như là tan thành mây khói. Điều này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Tâm huyết của lịch đại tổ tiên xem như là hủy trong tay thế hệ này của bọn họ. Cho dù hai người bọn họ có chết, chỉ cần hai phái vẫn còn người, sẽ còn có cơ hội phục hưng tái khởi. Bây giờ Ngưu Đạo muốn hủy luôn căn cơ của hai phái, muốn hai phái triệt để tan rã, xóa hai phái ra khỏi giới tu hành. Thử hỏi trưởng môn hai phái làm sao có thể không kích động chứ? Ban đầu đám tu sĩ còn chưa hiểu kịp dụng ý của Ngưu Đạo, về sau ai nấy đều hiểu, dù gì tất cả cũng đều là người trong giới tu hành. Bảo bọn chúng ngậm miệng lại, chữa trị cho tốt, đừng có để bọn họ chết. Thấy Tào Ngọc Nhi không ngừng nguyền rủa, không ngừng mắng Ngưu Đạo, Hạ Hoa phất tay quát một tiếng. Đệ tử bên dưới lập tức bắt Tào Ngọc Nhi im miệng. Tào Ngọc Nhi không phát ra được âm thanh nào nữa, ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt hòa với máu, đúng là mắt nhìn trời cao, lòng dì máu. Trưởng môn ba phái cảm thấy thống khoái vô cùng, cho rằng nên thế, không diệt tận hai phái không đủ để xả mối hận này, cũng coi như là cho người chết và người sống ở trong môn một công đạo. Ba phái cực kỳ tán thành cách làm này, phối hợp một cách thống khoái, không chút do dự. Mặc kệ người ta có đến, phải đến vì Ngưu Đạo hay không, dù sao cũng là ba phái phòng ngự Mao Lư Sơn Trang, diệt trừ Phi Hoa Các và Chân Linh Viện, thành danh ba phái xem như đại trấn trong giới tu hành. Đây tuyệt đối là chiến tích mà ba phái đã lập ra. Đám người Đại Thiện Sơn hoàn toàn không có ý kiến về cách làm này, trong lòng cũng là thái độ tán thành. Tiêu diệt hai môn phái luôn làm đè Nam Châu cũng tốt, tránh cho sau này không có việc gì làm, dành quá lại sinh chuyện. Nhưng mà thủ đoạn này không khỏi quá hung tàn, chẳng khác nào là chạm thảo trừ căn, so với chém chém giết giết còn ác hơn. Hoàng Liệt thản như nói: Lão đệ, người đem người ta treo cổ lên đầu thành, mọi người sẽ biết bọn họ làm việc cho triều đình, triều đình sẽ cứu hay là không cứu? Người đang đánh vào mặt của triều đình đấy. Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng hỏi: Hoàng trưởng môn muốn nói giúp cho triều đình à? Lại nữa rồi. Giọng điệu này là muốn nhắc đến chuyện nội ứng ngoại hợp. Hoàng Liệt khoát tay nói: Ta không phải có ý này. Nếu chẳng may triều đình muốn tìm lý do đòi người với người thì làm sao bây giờ? Công khai kháng chỉ à? Ngưu Hữu Đạo nói: Muốn người thì buộc ta phải cho sao? Giết trên đầu ta, lại bắt ta trả người về. Nếu triều đình không muốn mất mặt, tốt nhất đừng có mà mở miệng. Chuyện thật sự mất mặt vẫn còn ở đằng sau. Hoàng Liệt mỉm cười, cũng không nói nữa. Nếu người thích đấu đá với triều đình, vậy thì ngươi cứ chậm rãi đấu đá, đừng trách Đại Thiện Sơn ta thờ ơ lạnh nhạt. Tâm tư đám người Đại Thiện Sơn cũng chẳng tốt lành gì. Quan Phương Nghi đứng ngoài quan sát, biết rõ trong lòng. Ngưu Hữu Đạo rất ít khi làm những chuyện cứng đối cứng,
lần này hắn thực sự quyết tâm cứng rắn đến cùng với triều đình. Thương Thục Thành im lặng lắng nghe, gương mặt phiền muộn. Nàng ta rất ít khi tham gia vào mấy chuyện của Nghi Hữu Đạo. Đây là lần đầu tiên nàng ta tận mắt nhìn thấy sự lãnh khốc, vô tình quán trong giới tu hành. Nhưng mà nàng ta cũng biết được lý, đạo lý, nhân từ quá, cũng khó mà nắm giữ được mình. Người đàn ông áo hòa vẫn luôn đứng ngoài quan sát, cũng không can thiệp, chỉ muốn xem tên tiểu bối quật khởi trong vài năm ngắn ngủi kia sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Người bịt mặt dọn dẹp thi thể dưới núi xong trở về, đồng thời mang luôn cơ thể đã không còn nguyên vẹn của Tông Nguyên. Người có thân phận, sau khi chết rồi đãi ngộ vẫn đặc biệt hơn, không thể qua loa. Đây là ai? Hạ Hoa hỏi một câu. Quan Phương Nghi nói: cao thủ xếp thứ bảy đan bảng, một trong những người tập kích Sơn Trang. Thứ bảy? Ông ta là Tông Nguyên. Hạ Hoa sợ hãi, còn Phí Trường Lưu và Trịnh Kiều Tiêu thì khiếp sợ không thôi. Tông Nguyên mà cũng chết ở đây sao? Trước đó bận rộn chém giết, họ cũng không để ý đến trận chiến giữa Tông Nguyên và người đàn ông áo hòa. Quan Phương Nghi gật gật đầu. Ba vị trưởng môn cùng nhau nhìn Nghi Hữu Đạo. Lúc này bọn họ xem như có nhận thức về thực lực quán, ngay cả Tông Nguyên cũng bị hắn xử lý. Hạ Hoa lại hỏi: có cần treo ngoài tường thành trấn nhấp người khác hay không? Người đàn ông áo hòa lạnh lùng lên tiếng: đem thi thể ông ta treo lên tường thành sẽ khiến cho người ta nhìn các người không vừa mắt, mà đều là những người các người không chọc nổi, không phải người nào cũng có thể tùy ý làm nhục. Ta khuyên các người tốt nhất đừng có gây phiền phức cho mình. Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu: đi một chỗ an táng thích đáng đi. Hạ Hòa cũng biết mình lỡ lời, vội ra lệnh cho đệ tử môn phái khiêng thi thể Tông Nguyên đi xử lý. Trải qua một trận chiến đấu, mặt trời đã gần xuống núi, chim mệt mỏi bay về rừng. Một đám người đứng ngoài cửa lớn Sơn Trang tắm nắng hoàng hôn, nghe những người khác đến báo cáo tình huống, kiểm tra lại tổn thất. Tổn thất ba phái không nhỏ, người chết và bị thương gần 3.000 người. Nhân mã đồn trú tổn thất càng nặng nề hơn, đối mặt với cuộc tấn công của hơn vạn tu sĩ, tử thương gần 7.000 người. Mà vẫn chưa phải là chính diện giao phong, vẫn là Viên Cương thấy tình huống không ổn, yêu cầu quân đồn trú rút lui. Nếu không tử thương sẽ càng thêm thảm trọng, sẽ phải hại hai phái kia sẽ bị hai phái kia tùy tiện đánh tan. Tổn thất của Chân Ninh Viện và Phi Hoa Các cũng không thua kém, kiểm kê thi thể con số đạt đến hơn 9.000 người, đại đa số đều ngã xuống trong mưa tên. Người của hai phái đào thoát được bất quá cũng chỉ gần 200 người, còn mấy trăm người phụ thụ thương thì bị bắt sống. Từ kết quả thống kê có thể thấy được, mặc dù đánh thắng nhưng mà nhìn vào con số tử thương, thật ra cũng chẳng chiếm được lợi gì. Sự thật chứng minh thực lực Chân Linh Viện và Phi Hóa Các mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu không nhờ mấy vạn đại quân dùng lợi khí công kích từ xa để hỗ trợ, tiêu hao hết lực lượng của đối phương, thì bọn họ căn bản không thể ngăn được hai phái tấn công. Xét theo một góc độ nào đó, lần này mà triều đình ra tay tuyệt đối sẽ có phần thắng. Tổn thất nhiều như vậy, Nghi Hữu Đạo thở ra một hơi, nói với trưởng môn ba phái: không hề nghi ngờ, lần này triều đình đã làm được chuyện tốt. Chư vị, các người nói phải làm sao bây giờ? Là nén giận hay là ăn miếng trả miếng? Quan Phương Nghi thầm nghĩ không ổn. Bà ta biết lần này Nghi Hữu Đạo quyết tâm muốn ngạnh kháng với triều đình một lần. Nói như vậy có vẻ như là hắn ta muốn ăn miếng trả miếng với triều đình. Ba vị nhìn nhau, người ta đã không chiếm được tiện nghi, vậy thì coi như xong. Còn có thể là thế nào chứ? Ăn miếng trả miếng, chúng ta không phải là đối thủ. Hạ Hòa sờ lên vết thương trên vai, nhìn Nghi Hữu Đạo dò hỏi: đạo gia, ý của ngươi là muốn thế nào? Hai tay Nghi Hữu Đạo đỡ kiếm, hất mặt cười lạnh: người ta đã đánh đến cổng nhà chúng ta, sao có thể mặc kệ không lên tiếng chứ? Bọn họ đã thích đánh, chúng ta phục bồi. Lần này nếu không cho bọn họ nếm thử tư vị thích bị đùa là gì, bọn họ còn tưởng chúng ta là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Hầu tử! Viên Cường tiến đến một bước. Đạo gia! Mười ngón tay của Nghi Hữu Đạo gõ gõ vào thân kiếm. Lá gan của Tiết Khiếu không nhỏ. Phạm nhân ta đưa qua, triều đình còn chưa tra xét, y đã dám thả, lập tức đưa tin cho vương gia, tiến hành khiêu khích bên ngoài biên cảnh Định Châu, tạo ra cái cớ để phát bình, đồng thời gửi tin không cần giải tán nhân mã và quân nhu đang lui về Kim Châu, một lần nữa tập kết, thay đổi tuyến đường binh phát Định Châu, tiến đánh Tiết Khiếu. Đánh thật hăng cho ta, đánh để nâng cao khí thế nhân mã Nam Châu. Nói cho vương gia biết, bảo y mở rộng khẩu vị của mình, cơ hội mất đi là không có lần hai. Có thể nuốt được địa bàn bao lớn thì nuốt,
chỉ cần y có thể nuốt vào, tất cả là của y, ta sẽ không tùy tiện móc nó ra. Hắn vừa nói xong, tất cả đều sợ. Ngay cả người đàn ông áo hoa cũng giật mình. Hắn muốn để Nam Châu tuyên chiến với triều đình nước Yến sao? Thương Thục Thành cũng nhìn hắn trần trối. Ngân Nhi thì vẫn tiếp tục ăn thức ăn của mình. Dù sao nàng ta có vẻ nghe cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì. Người Đại Thiện Sơn thì không kiềm chế được. Bọn họ vừa mới đặt chân lên Nam Châu, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, bị triều đình đe dọa còn chưa giải quyết ổn, người còn muốn tìm phiền phức, chủ động khai chiến với triều đình sao? Nói đùa cái gì vậy? Ngươi còn muốn điên thì cũng đừng có lôi chúng ta xuống nước có được không? Viên Cương gật đầu, không nói nhiều, quay người làm theo. Mặt của Hoàng Liệt đen lại, nghiến răng nói: "Lão đệ, ngươi đang nói đùa à?" Nghiếu Đạo quay sang nhìn ông ta: "Máu do triều đình gây ra ở đây vẫn còn chưa khô, ta giống như đang nói đùa sao?" Hoàng Liệt giận dữ, muốn nói cho hắn biết, muốn đánh thì ngươi tự mà đánh, Đại Thiện Sơn ta không phục bồi, không có tù sĩ Đại Thiện Sơn ta hộ tống đại quân, xem ngươi đánh như thế nào. Nhưng nhìn thấy mắt lạnh lẽo mang theo sát khí của Nghi Hữu Đạo, trong lòng ông ta run lên, vô thức nhìn đám người bịt mặt áo đen và người đàn ông áo hoa. Khóe miệng Quản Phương Nghi cũng co giật. Bây giờ bà ta mới hiểu được, hóa ra cái câu nội ứng ngoại hợp kết cấu với nhau chính là để phát huy tác dụng vào lúc này. Trách không được hắn không ngừng ám chỉ và nhắc nhở Đại Thiện Sơn. Lúc này áp lực của Đại Thiện Sơn vô cùng lớn, chỉ một sơ sẩy thôi, việc Nghi Hữu Đạo trục mũ sẽ trở thành thật sự. Hoàng Liệt nuốt lời, muốn nói xuống hỏi: "Lão đệ, người chắc cũng hiểu, đối với Nam Châu mà nói, tăng cường binh mã là không sai, nhưng mà dùng lực lượng một châu để đối kháng với triều đình, chẳng khác nào là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, người có nhìn thấy hậu quả không vậy?" Nghi Hữu Đạo nói: "Hậu quả gì? Triều đình tập kết một đám nhân mã, rằng có ở Bắc Châu và nước Hàn, sau đó tập hợp thêm một đám nhân mã phòng ngự nước Tống. Bây giờ nhân mã nước Yến có thể triệu tập không nhiều, Định Châu cũng bị rút đi không ít người và tù sĩ. Đây chính là thời điểm dụng binh ở Nam Châu. Nam Châu với lợi thế binh mã, người Định Châu có thể ngăn được sao? Như vậy mà Vương gia vẫn còn bị đánh bại, ta thấy Nam Châu cũng chẳng còn giữ được. Phía Bắc có nước Hàn đang nhìn chằm chằm, phía Đông có nước Tống ngọ nguậy muốn động. Triều đình dám vạch mặt chúng ta sao? Thịt treo bên miệng, muốn lấy dễ như chờ bàn tay, bây giờ không lấy thì chờ lúc nào mới lấy?" Nghe xong, ánh mắt Thương Thục Thành sáng lên. Mặc dù nàng ta không hiểu chuyện của giới tu hành, nhưng mà vẫn khá am hiểu về thế cục nước Yến. Đây đích thật là cơ hội chiếm đoạt địa bàn rất tốt. Mọi người lại nhìn nhau. Mình sẽ nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.